Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp ráp cái bộ lưỡi lam xích này cho nó chuẩn và nó an toàn nhất. Bởi vì là sau một thời gian mình bán thì có rất nhiều khách hàng gọi điện hỏi lắp ra làm sao và mình phải hướng dẫn rất là mệt. Thì hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn luôn cho mọi người dễ hình dung nhé. Đây, thì toàn bộ cái bộ phụ kiện của nó đây. Đây là bộ lưỡi xích này. Hàng này mình nhập là loại tốt nhá, đây là lưỡi xích nhìn nó rất là bóng và nó đẹp. Đây là miếng bảo vệ. Đây cũng là một miếng chắn bảo vệ nữa. Được đúc bằng thép và nó sơn. Đây là cái phần mình liên kết với lại máy mài của mình này. Tay cầm. Đây là một cái chai người ta cho sẵn để mình chế dầu nhớt. Chế dầu nhớt vào để mình tra dầu nhớt. Sau một thời gian dài sử dụng thì mình sẽ cần tra dầu nhớt nên sử dụng cái chai này. Ở đây có thêm lục giác và một cái khóa mở nữa. Ốc vít này. Ốc vít và phụ kiện kèm theo. Và đây là cái lưỡi lam của nó này. Đây là cái sách hướng dẫn sử dụng lắp ráp. Nói chung là mọi người nếu mà nhìn theo bộ này mình cũng có thể lắp được. Nó rất là dễ thôi. Bây giờ thì mình sẽ đo thử cái phần lưỡi lam xích này cho mọi người cùng xem nhé. Đây này, nó ghi ở đây là 11,5 inch. Thì mình cũng có thể tính được 1 inch là khoảng bằng 2,5 á. Thì ở đây nó dài khoảng 35cm này. Tương đương với 11,5 inch nhé. Đây. Nó bằng thép sơn tĩnh điện hết. Cầm rất là nặng tay. Bây giờ mình sẽ lắp theo cái sách hướng dẫn này nhé. Đây. Đầu tiên thì mọi người cần phải có một chiếc máy cắt cầm tay như vậy đã. Rồi, mọi người vặn cho nó thật chặt vào nhé. Ở đây nó có một cái con ốc như vậy này. Tác dụng của nó dùng để sau này mình sẽ tăng giảm cái lưỡi xích nhé. Đây, mình sẽ thả nó như thế này. Khi mình vặn ốc như vậy thì nó sẽ tăng giảm cái lưỡi xích căng hay là rùng. Rồi, đó. Bước số 9 này. Bây giờ bước số 10 là mình sẽ gắn cái cọng xích vô.
Rồi, như vậy là đã xong rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ test thử nhé. Đó, như mọi người có thể thấy nè. Khi mình lắp chính xác rồi thì mình cứ tự tin mà test thôi. Xích nó phải hơi rùng như vậy nha, chứ căng quá thì nó sẽ không tốt. Rồi, như vậy là mọi người xong rồi nhé mọi người. Nếu như mọi người có máy pin á thì cũng có thể lắp theo cách tương tự nhé, nó cũng không khác gì cả. Và nếu mọi người muốn xem clip test máy á thì mình có để đằng sau cái video này thôi. Video mình chỉ hướng dẫn cách lắp đặt thôi. Còn mình đã có video test rồi nhé. Rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video.